Chương trình đêm nay được thực hiện bởi các nghệ nhân văn nghệ đến từ huyện Kông Chro, tỉnh Đoàn, một vùng đất xa xôi cách chúng ta hơn 100 cây số. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một phần múa do các nghệ nhân văn nghệ Kông Chro thực hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
cảm ơn các người dân, cảm ơn quý khán giả. Chúng ta đã vừa nghe, vừa xem, vừa thưởng thức một phần trình diễn của các nghệ nhân Đoàn đến từ huyện Kông Chro, tỉnh Đoàn.